từ bi quán, cầu nguyện chúng sinh thoát khổ đau dịch bệnh. Mỗi khi nghe tin tức về dịch bệnh, chúng ta hãy phát tâm Bồ Đề, trải từ bi quán, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hãy cầu nguyện như sau để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, và mong nguyện tất cả mọi người đều được an vui giải thoát. Cầu nguyện gia trì các tường. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin đấng từ bi trong bình đẳng xa muôn đời vô